hiểu ha. Nhưng mà thật ra đỡ hiểu á, ngay cả cái việc là cộng đồng ấy thì cũng hiểu một cách rất là mênh mang. Dân mình cứ như vậy, dụ như bệnh gì cũng vậy chứ không phải. Mấy anh chị có tin là ngày xưa mà cái việc mà mình nói sốt xuất huyết do mũi á, do con mũi nó đẻ rồi nó cắn, dân mình không có tin, và ai tin nữa đó. Nói ở thành phố này thì những năm 5 năm gần đây nó còn đỡ, chứ ngày xưa còn bị, chứ đừng nói ở quê. Nói mà một lần mà đi xịt mũi á, nhân viên của y tế dự phòng một lần đi xịt mũi là bị cự khắp nơi, không cho xịt đồ đủ thứ đó. Thì 5 năm gần đây sau này thì thậm chí đi xịt à, có nhiều nhà tình nguyện mở cửa kêu vô xịt giùm, xịt giùm, xịt giùm đại ha, các công ty mới có sự hợp tác. Thì truyền thông chính thống thì đã khó rồi, còn những cái mà trên mạng nó càng tào lao nữa, không? Và có một điều nữa cũng nói với anh chị ha, nói thì mấy anh chị đừng có buồn, tôi không không có nói thì cũng trừ ra chứ không phải là vơ đũa cả nắm. Nhưng mà khi mà về kỹ thuật khám bệnh á mấy anh chị, mà đỡ chấm điểm á, tại vì môn kỹ thuật khám bệnh là thi thực hành. À, thi là thi lâm sàng, thì trong đó có cái cao tăng huyết áp, mà mấy anh chị có tin là những người nào bắt trúng cao tăng huyết áp không có người nào ăn được 7 điểm. Và trước khi dạy tăng huyết áp là tôi chạy hết từng tí từng xíu, và đây là cái máy đo huyết áp này mấy anh chị đó ha. Mỗi một cái gì ở trên này nó đều có những chức năng của nó, làm như thế nào mới là đúng. Rồi cái ống nghe nữa, đây thiếu cái ống nghe ha, mà mấy anh chị cũng làm sai tán là ở bên đó. Rồi trường mình có người vào sau khi tốt nghiệp rồi, có người vào thực hành, đi thực hành để lấy chứng chỉ hành nghề ở bệnh viện y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh mình, và bị ta đuổi về không cho thực hành luôn. À, chỉ vì đã vào đó lười biếng không chịu làm rồi, mà đi đo huyết áp thì khi người ta kêu đo huyết áp thì không biết đo huyết áp ha. Đó là cũng những cái điều mà trong lịch sử tôi kể cho mấy anh chị nghe. À, nghe nói thì ai cũng thấy là đơn giản, nhưng mà thực ra là không 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 đơn giản như mấy anh chị nghĩ. Giống như ai học tim á, ai cũng cầm ống nghe tim, ống nghe đi nghe đi nghe đi nghe 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 vậy đó, cho ra dáng bác sĩ đó hả, đủ thứ. Nhưng mà thực ra hỏi T1 T2 là cái gì là không có biết. Rồi, nói vậy thì đợi cho mấy anh chị thấy chúng ta học cái gì nghiêm túc chút. Thì ngay cả cái chữ tăng huyết áp là có nhiều cái chuyện đỡ nói rồi ha. À, thì mình định nghĩa đầu tiên mình để định nghĩa cái huyết áp là gì. Thì áp là áp lực, còn huyết là máu. À, máu máu hay là huyết, vậy thì huyết áp là áp lực của máu, mà áp lực của máu lên đâu mới được, thì đương nhiên rõ ràng là máu nó đi trong lòng mạch, cho nên huyết áp là áp lực của máu lên trên thành mạch. À, còn người ta định nghĩa trọn vẹn là lên trên một đơn vị diện tích thành mạch. À, nói vậy đỡ muốn nói rằng là mình đo được chỉ số bao nhiêu thì huyết áp không phải là tất cả các nơi đều giống nhau, mạch ở cánh tay thì khác, mạch chỗ kia thì khác. À, muốn nói vậy thôi, là trên trên một đơn vị diện tích thành mạch, người ta muốn nói như vậy. Với lại người ta muốn nói là có một số đo đàng hoàng. À, chúng ta được tính bằng mm thủy ngân, đó là áp lực, và trên một mi, tức là mình tính cái áp lực đó trên một bằng bằng cái áp suất thủy ngân trên một mm diện tích thành mạch. À, câu thứ hai nó cũng có còn ý nghĩa là mỗi nơi mỗi khác. À, một đơn vị diện tích thành mạch không phải là đơn vị chỗ thành mạch chỗ này nó dày chỗ kia nó mỏng, chỗ này nó có này kia thì nó khác. Cái một chữ nữa đó là tăng, người ta dùng bệnh tăng huyết áp, và trong cách điều trị của chúng mình là ổn định huyết áp. Như vậy hồi xưa bây giờ mấy anh chị ít có dùng từ ngữ, nhưng mà từ ngữ nó đưa đến hiểu biết, chứ không phải là mình chấp vào từ ngữ là chuyện khác ha. À, cái từ ngữ mà được giải thích nó chỉ dừng ở mức độ giải thích, nó không có sai lầm gì đó, nhưng nếu nó thành một một cảm giác mơ hồ không giải quyết được, một cái cảm giác rất là cảm tính và mình hành động theo nó thì đó là sai. Cái này không riêng gì trong y học mà trong cuộc sống cũng vậy. Ví dụ tôi nói với anh chị trong cuộc sống thôi, tôi nói với anh chị
Theo mấy anh chị giáo dục nghĩa là gì? Thì nếu mà giải thích về từ ngữ, mấy là giáo là dạy, dục là muốn, có nghĩa là mình dạy nó mà theo cái ước muốn của nó, tức là hay là mình nói đúng nghĩa là theo sở trường, dịch ra là theo sở trường. Về mặt từ ngữ nó không có gì sai hết á, à, làm vậy là đúng. Nhưng mà làm như vậy là đã khó rồi ha, hiện giờ không có làm vậy đâu. Nhưng mà nếu mình học để mình biết bản tắc hai chữ giáo dục như vậy thì không gì sai đó, tốt. Nhưng mà giả dụ như giờ tôi nói giáo dục là gì, có phải mấy anh chị chỉ giải thích theo từ ngữ vậy hay không? Có phải là nó hình thành trong tâm thức mấy anh chị luôn, một cái không lời, không định nghĩa, không giải thích từ ngữ gì hết, nhưng một cảm tính, tôi dùng từ cảm tính là một cái tốt, một thói quen mà sai rất sai lầm luôn. Có phải mấy chị nói đến chữ giáo dục là 90% số người trong chúng ta sẽ nghĩ rằng toàn nhân loại, à đó là một cái việc mà học hành đào tạo ra một cái bằng, một cái cấp gì đó, rồi làm một cái nghề gì đó khá giả, rồi đó là người đó thành đạt, nói thẳng là vậy. Có phải là đây là tiếng nói âm thầm trong mọi người không? À, tiếng nói đó nó tự cảm tính mà nó quy định vậy, và nó tạo thành những cái rất là, đến một ngày chúng ta cũng không biết thế nào mới là giáo dục, thế nào là không giáo dục luôn. À, nếu mà ở trong mắt của những người mà họ còn sót lại từ thế hệ trước á, mà nói chữ giáo dục với giáo, không giáo dục, thì họ hay nghĩ vô giáo dục là họ nói liên quan tới cái chữ giáo điều và đạo đức. Nhưng mà chữ giáo dục bây giờ tôi đang nói với anh chị là chắc chắn trong trong lòng của mỗi người chúng ta sẽ hình dung, sẽ tự nói ra như vậy. À, cái việc đó mới là sai lầm lớn ha. Còn khi mà anh chị chỉ phân tích dừng ở mặt từ ngữ mà không ảnh hưởng gì đến tâm hồn cả, thì đó chính là cái thái độ học. À, như vậy khi trước đây á, mà nói mà tăng huyết áp, mà khi mà mấy chị lên chẩn đoán, có người làm bệnh án lên chẩn đoán là không ghi chữ tăng huyết áp mà ghi chữ cao huyết áp, là bị đánh rớt ngay tại chỗ ha. À, là đỡ hiểu. Mà cái, nếu như cái từ ngữ đó mà dẫn đến cái hiểu biết sai lầm thì rõ ràng là nên rớt là phải rồi. Nhưng có khi là gì? Rất là gắt. Có nghĩa là người ta giảng, ta đã nói rồi mà chị mình vẫn cao. Biết đâu mình ghi chữ cao vậy, chứ mà thật ra mình cũng hiểu, nhưng không có chấp nhận. Đã, người ta đã dịu như vậy ngay từ đầu rồi, là người ta sẽ đánh rớt. Chữ cao nó không, nó ý nghĩa là cố định. Cho nên có nhiều người huyết áp của họ bình thường của họ là 180, 160, không có sao cả. Nhưng mà khi chữ tăng, tôi muốn nói đến là có lúc nó giảm, có lúc nó bình thường. Và cái lúc đó tôi gọi là tăng. Và tăng vậy mới gây hậu quả mấy anh chị. Huyết áp của mình mà cứ tăng giảm bất thường thì thành mạch nó phải co giãn theo để nó điều chỉnh. Khi huyết áp mình quá tăng thì thành mạch mình phải giãn ra. Khi huyết áp mình giảm xuống thì thành mạch nó co lại. Và nhiều lần như vậy, cho dù không có sơ vữa hay không có gì, thì mạch máu, đặc biệt là những người lớn tuổi, mạch máu nó sơ cứng, nó không có dở, co giãn đàn hồi như người trẻ thì nó sẽ vỡ ha. Thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả. Cho nên dựa vào cái chuyện đó thì người ta mới thay đổi, không có dùng cao huyết áp nữa mà ta dùng là tăng huyết áp. À, là vậy thì cái tựa đề bài để mấy anh chị hiểu. Rồi một lát nữa vô sẽ có nhiều cái nữa lắm, chứ không phải là mấy anh chị nó nghĩ là mấy anh chị biết hết đâu ha. Thì tăng huyết áp là một hội chứng chứ không có được gọi là một bệnh, vì không xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, chỉ xác định được vị trí tổn thương, cho nên người ta gọi nó là một hội chứng. Tương tự như những hội chứng khác mà mình đã học. Thì ta định nghĩa này, áp huyết là áp lực của máu ha, thì được đo bằng một cái máy gọi là áp huyết kế. Áp lực này chia ra ba yếu tố tạo nên sức cản của mạch máu, sức cơ bóp của tim và lưu lượng máu trong lòng mạch. À, đó, thì vậy thì dày thì định nghĩa gì đâu, là cái gì? À, như vậy thì là áp lực của máu lên trên thành mạch máu cái đã. Còn nè, ba yếu tố tạo nên là sức cản của mạch máu, sức co bóp của tim và lưu lượng của máu trong lòng tuần hoàn, đó người ta gọi là những yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Thì các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp là, mà những yếu tố này ảnh hưởng đến huyết áp mà anh chị sẽ gạch ra, chỉ cần anh chị từ định nghĩa thôi. Huyết áp là gì? Thì áp lực của máu, mà anh chị chia cái thứ nhất là áp lực máu, thứ hai là lên thành mạch, thì một cái là mạch. Như vậy áp lực của máu sẽ phụ thuộc vào lưu lượng máu. Lưu lượng, cho nhiều người còn dùng từ khối lượng là sai nha mấy anh chị. Người ta đâu có ai kêu là khối lượng mưa. Mấy anh chị dự báo thời tiết lưu lượng,
máu cũng vậy, vì nó luôn luôn không không có ngừng mà nó di động, sao chúng ta gọi là khối lượng được, chúng ta không có cân được nó trong nó đâu có đứng im, thì thường là chúng ta gọi là lưu lượng. Như vậy mấy anh chị sẽ thấy máu nó phụ thuộc vào lưu lượng máu, nó phụ thuộc vào chất độ đặc của máu, nó phụ thuộc vào sức co bóp của tim. Như vậy mấy anh chị sẽ thấy là sức co bóp của tim ở đây ha, rồi lưu lượng máu ở đây. Còn mạch máu thì phụ thuộc vào sức cản, tức là độ bền của thành mạch ra sao, là sức cản ra làm sao, độ dài. Người nào mạch càng dài thì huyết áp, có hệ thống mạch dài huyết áp càng thấp, là vì như vậy. Thì nó sẽ có công thức mấy anh chị. Ở đây mấy anh chị, do mấy anh chị học trung học, người ta không có cần cho mấy anh chị công thức. Nó có công thức huyết áp bằng cái gì, nhân cho cái gì, chia cái gì. Rồi ví dụ cung lượng bằng cung lượng tim, nhân cho tần suất co bóp gì đó. Rồi cung lượng tim thì nó bằng cái gì nữa, bằng gì nữa, bằng gì nữa. Và người ta học rất là sâu. Đó là những cái chuyên đề sâu, mấy anh chị không cần biết điều đó. Điều đó là những cái điều của nhiều người làm cao cấp hơn nữa, những người làm trong chuyên tim mạch nữa ha. Vậy thì áp, tôi định nghĩa huyết áp là áp lực của máu lên trên một đơn vị diện tích thành mạch là đủ. Còn nè, áp lực này có được là do ba yếu tố này, thì người ta gọi là các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Mà mốt cái môn kỹ thuật khám bệnh, trước khi khám thực hiện hiểu hết giá trị của ống nghe, của huyết áp, của cái cầm đo huyết áp và cái định nghĩa huyết áp về mặt lý thuyết, rồi chúng ta bắt đầu thực hành trên từng người. Và khi ra thực hành mới thấy là sai đúng. Ví dụ có nhiều người lên đo huyết áp, bắt đầu huyết áp trước mặt tôi, chẳng tôi hỏi huyết áp nhiêu, cái em thí dụ trả lời tôi là 12.8, cái tôi mới nói là chị có nghe được cái gì đâu mà chị kêu 12.8. Bởi vì tôi chỉ biết cầm cái ống nghe thôi, đặt cái ống nghe vào lỗ tai là tôi biết không có nghe được một tiếng gì hết á. À vậy mà cũng làm như vậy phải không? Và những cái chuyện rất là đơn giản. Nếu như người ta nói rằng mình học một y sĩ đông tay kết hợp mà mình ra trường mình không biết đâu huyết áp thì có buồn không? Đó, để nói đơn giản này ha. Và điều đó rất nhiều chứ không phải là nói khơi khơi nha. Còn theo giờ ta định nghĩa huyết áp rồi, thì bây giờ ta định nghĩa tăng huyết áp. À, đã có huyết áp rồi thì giờ tăng. Thì theo cơ quan y tế, nãy giờ tôi nói mấy chị sửa lại cái định nghĩa cho mấy anh chị, ghi lại chưa? Chưa rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. À, mấy chị nhớ ghi lại. Còn ba yếu tố này này là người ta gọi là các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp ha. À, thi mà mấy anh chị biết là thi môn kỹ thuật khám bệnh á, thì tôi chỉ kêu kiểm tra 15 phút chứ, cho thi hết môn nó chỉ thi lâm sàng. Tôi chỉ ghi là trình bày định nghĩa và các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp, ví dụ vậy đó. Thì cho trong tài liệu kỹ thuật khám bệnh thì nó biết rõ hơn. À, bây giờ tăng huyết áp thì theo Y tế Thế giới thì huyết áp bình thường khi là, cái này là không phải mình dùng chữ Y tế Thế giới thì nó sai, gọi là Tổ chức Tim mạch Thế giới á. Còn Tổ chức Y tế Thế giới mình sẽ là WHO ha. Còn cái này là Tổ chức Tim mạch Thế giới. Huyết áp bình thường khi trị số huyết áp nó nhỏ hơn 150/90. Tăng huyết áp là khi trị số này lớn hơn 150/90. À, thì ta gọi là những tài liệu ta gọi là textbook, có nghĩa là tài liệu cho thi cử thì phải được viết thành sách. À, có thể cái này nó cũ rồi, nó không chuẩn. Này là thường thời bữa người ta viết cái này là khoảng chừng GNC 6 ha, mà chúng ta hiện giờ là chúng ta ở các bệnh viện nó đã xài GNC 8, và GNC 8 và thậm chí là GNC 9 đang ở bản tiếng Anh. À, ngay cả cái thời tôi học là GNC 7. À, vậy thì ngay cả cái phân độ cũng vậy, người ta cũng chia ra khác nhau. À, GNC 6 thì chia làm 4 độ, nhưng tới GNC 7 thì chia làm 3 độ. À, GNC7 thì thiên về tầm soát ngoài cộng đồng, tức là lúc đó là bệnh tăng huyết áp nó có quá nhiều đi, thì người ta mới chia thêm một cái nữa, nó gọi là tiền tăng huyết áp. À, còn GNC6 thì không có tiền tăng huyết áp. Rồi GNC7 thì ít có nói về điều trị, nhưng mà GNC6 thì phân tầng và điều trị rất là rõ. Tới GNC8 thì cụ thể hơn nhiều về mặt điều trị nữa. Nó chẳng có gì khác biệt bao nhiêu mấy anh chị, vì nó cùng một tổ chức. Ví dụ mình đọc của tổ chức OMS này, mà rồi mình đem mình so sánh với GNC thì mình mới nói.
Còn nó còn một tổ chức, chỉ là nó ra đời, xấu nó ra đời 1987 sao á, rồi 7 nó ra đời 2003. Thì nó khác nhau ở một chỗ là cái này nó bổ sung cho cái kia, và đặc biệt là những cái sau nó thường bổ sung cho cái trước, vì nó cùng một tổ chức, nó ra đời thì nó phải hỗ trợ, nó bổ sung cho những cái trước, cho nên mình không có gì. Còn đây là theo tổ chức WHO và tổ chức OMS. Thì các loại tăng huyết áp thì tăng huyết áp thường xuyên, dao động và tăng huyết áp cơ, tăng huyết áp nguyên phát hay còn gọi là bệnh cao huyết áp, và thứ phát ha. À, thứ phát có nghĩa là sau một cái nguyên nhân gì đó ha. Còn bệnh cao huyết áp nguyên phát, bệnh cao huyết áp nguyên phát hay là mình gọi là tăng huyết áp nguyên phát, một khi đã gọi chữ nguyên phát thì là thành bệnh, có nghĩa là tôi xác định rõ là không có nguyên nhân. Thì ở đây người ta chia là tăng huyết áp thường xuyên, dao động và tăng huyết áp cơn, rồi tăng huyết áp nguyên phát. Thì cái những gì mình học nó rơi vào chủ yếu vào tăng huyết áp nguyên phát, có nghĩa là tôi xác định là tăng huyết áp không rõ nguyên nhân thì tôi gọi là tăng huyết áp nguyên phát, hay mình còn gọi là hội chứng tăng huyết áp thì đúng hơn, đừng gọi họ bệnh tăng cao huyết áp nữa. Và anh chị có thấy không, ở tựa đề thì viết tăng huyết áp, ở đây tăng huyết áp, rồi đây là chữ cao huyết áp ha. Nó anh chị sửa lại giùm, nó nhất quán, giống như hôm qua mình học bài tại biến mạch não á, là chảy máu rồi xuất huyết gì đó. Còn tăng huyết áp thứ phát là sau tăng huyết áp do những cái bệnh khác, chỉ còn chúng ta chữa được cái bệnh đó thì tăng huyết áp nó hết thì gọi là thứ phát. À, giống má chị cũng giống như nguyên phi và thứ phi vậy đó. Thứ phi là nó phải dựa vào một cái nguyên thì nó mới có được cái thứ, còn nguyên phi là trước nó không có gì đó. À, mấy chị thấy qua trong cung rồi ha, nguyên phi rồi thứ phi ha, thì cũng vậy, mấy chị phải nguyên phát thứ phát. À, ở đây người ta không phân độ thì khỏe cho mấy anh chị, câu hỏi thi tốt nghiệp cũng không có cho mấy anh chị, chờ đợi mấy anh chị nhớ độ 1, độ 2, độ 3, độ gì đó khổ lắm. Tôi không biết là ở đây có hay không, không có, đâu mất tiêu cái chỗ này rồi. Tỷ số huyết áp theo biến chứng ở các cơ quan giai đoạn 1, 2 và 3, theo tỷ số huyết áp tối thiểu độ 1 nhỏ hơn 100, độ 2, độ 3 nhỏ hơn 120 và độ 4 lớn hơn 120. À, thôi thì đỡ, tôi ráng tôi ghi cho mấy anh chị coi. 104 đến 106, 106 đến 108, 108 lớn hơn 108. À, theo GNC6 ha. Thôi bây giờ là ở đây thì mấy anh chị ghi theo GNC7 là một cái GNC mà được phổ biến nhiều nhất, thì mấy anh chị sẽ có. Anh chị xong chưa? Chuẩn bị ghi được chưa? Được thầy. Dạ được. Rồi, thì mấy anh chị sẽ thấy là người ta sẽ chia GNC7 làm nhiều giai đoạn. Thứ nhất là huyết áp mà bình thường, khi huyết áp bình thường thì huyết áp tâm thu, tức là huyết áp trên đó mấy anh chị, huyết áp tâm thu ha, là nhỏ hơn hoặc bằng 120, còn huyết áp dưới là nhỏ hơn hoặc bằng 80. Người ta gọi là tiền tăng huyết áp. Tiền tăng huyết áp ha, là huyết áp tâm thu nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn chứ, lớn hơn hoặc bằng 130 mà nhỏ hơn bằng 140. Lớn hơn bằng 130 mà nhỏ hơn bằng 140. Còn huyết áp tâm trương là lớn hơn bằng 80 mà nhỏ hơn bằng 90. Đó, như vậy người ta tầm soát ở, nếu như huyết áp mà nằm khoảng từ 130 đến 140, trên 80 đến 90 thì người ta gọi là có ý nghĩa theo dõi rồi đó. Người ta gọi đó là tiền tăng huyết áp. Rồi, được gọi là tăng huyết áp giai đoạn 1 khi huyết áp trên là lớn hơn 140, lớn hơn 140 và nhỏ hơn hoặc bằng 160. Huyết áp trên là lớn hơn 140, nhỏ hơn hoặc bằng 160. Và huyết áp dưới là lớn hơn hoặc bằng 90 mà nhỏ hơn 100. Tức là trong cái khoảng đó thì người gọi là tăng huyết áp giai đoạn 1. Tăng huyết áp giai đoạn 2
là huyết áp trên huyết áp tâm thu á, lớn hơn hoặc bằng 160 mà nhỏ hơn hoặc bằng 180. Lớn hơn 160, nhỏ hơn bằng 180. Ở huyết áp dưới là lớn hơn 100 và nhỏ hơn hoặc bằng 110. Lớn hơn hoặc bằng 100 và nhỏ hơn 110. Tăng huyết áp giai đoạn 3 là lớn nhất rồi đó mấy chị, là dài là lớn hơn 180 và ở dưới là lớn hơn 110. Đó, đây là ba giai đoạn tăng huyết áp của GNC7. À, và GNC7 là được dùng thông dụng nhất. À, có một số nơi thì nó có dùng GNC8 nhưng không phải là phổ biến. GNC8 thì cũng mới dịch tiếng Việt đây, GNC7 mình dùng nhiều năm. Ở đây người ta đã chia ra cho mấy chị bốn giai đoạn, là theo giai GNC6 mấy chị là 1, 2, 3 và còn cái độ 4 nữa. Nhưng mà nó cũng không khác biệt là mấy mấy chị, nó không khác biệt là bao nhiêu. À, thì chẳng qua là cái giai đoạn GNC7 nó tầm soát thêm cái giai đoạn dưới, người ta gọi là tiền tăng huyết áp. À, giai đoạn trên á thì người ta chia có con số 150 nằm chính giữa nữa. Tuy nhiên ở đây do người ta không có biết chọn cái GNC6 cho nên không có gì mà anh chị đã học. Mà nếu một khi tôi đã đọc cho mấy anh chị thì 6 nó xưa quá xưa rồi, 30 40 năm về trước, với một cái bệnh mà người ta thay đổi cập nhật liên tục, năm nào cũng có hội thảo, thì tôi cho mấy anh chị GNC7. Như vậy theo GNC7 là chúng ta bắt đầu có tăng huyết áp khi huyết áp mình bắt đầu lớn hơn 14,9 ha mấy anh chị. À, chờ. Còn này tài liệu thi, nếu có câu hỏi nào liên quan trong tài liệu thi này thì má anh chị vẫn theo tài liệu. À, nhưng tôi nói có nghĩa là bây giờ nếu mà huyết áp bình thường khi là sẽ nhỏ hơn đây là 140 trên 90, còn tăng huyết áp khi là trị số lớn hơn 140 trên 90 ha. Đó. Vấn đề là tăng huyết áp mà có điều trị hay chưa? Trong cái khoảng từ 140 đến 150 là người ta khuyến cáo thay đổi những yếu tố nguy cơ, mà bữa như tôi trả lời cho mấy chị là yếu tố nguy cơ thay đổi được, nghĩa là có lối sống tĩnh tại không thì khuyên họ tập thể dục chút, có mỡ máu không thì khuyên họ giảm cân đồ xíu, có mập không á, có ăn mặn không thì giảm một xíu. Đó, những cái yếu tố nguy cơ thay đổi được thì từ 140 đến 150 chưa dùng thuốc mà hãy theo dõi. Nhưng mà khi lớn hơn 150 rồi thì theo GNC7 là người ta có khả năng bắt đầu dùng thuốc hay mấy chị. Một khi dùng thuốc vào thì dùng gần như là suốt đời, cho nên là người ta rất là thận trọng trước khi dùng thuốc. À, thì nếu đã nói cái gì theo GNC7 thì những loại này thì coi như thôi là mấy anh chị kia coi cho biết những con số này, đỡ có câu đánh trắc nghiệm gì thì mấy anh chị biết. Nhưng theo tôi nhớ là trong tài liệu thi tốt nghiệp cũng không có cái các cái trị số này. À, bây giờ mình qua cái câu cái này, toàn bộ những cái này mấy anh chị ha, nguyên nhân sinh bệnh, các nguyên nhân chính. À, mấy anh chị thấy không? À, và cái D này. À, thì nó nằm ở một chỗ khác, mấy anh chị đánh dấu sao đi, đừng có đỡ cái chữ D này ha. Mấy anh chị lưu ý, đã gọi là có nguyên nhân bệnh sinh thì đây là tăng huyết áp thứ phát mấy anh chị, có nghĩa là cái phần một rồi nguyên phát, bây giờ tới phần 2 là tăng huyết áp thứ phát, tức là tăng huyết áp do những cái bệnh khác. Thì do những bệnh gì? Bệnh viêm cầu thận, bệnh ở thận nè, viêm cầu thận, nang thận, u tuyến thượng thận, gồm có u vỏ thượng thận, u tủy thượng thận rất là nhiều. Bệnh các bệnh nội tiết như cường endothelial nguyên phát, hội chứng Cushing, u tủy thượng thận, bệnh lý tuyến giáp rồi nữa ha, còn nhiều. Và những nguyên nhân khác như nhiễm độc, thai nghén, các bệnh khác, đây ABC này thì mấy anh chị dồn nó lại hết trên này, mấy anh chị ghi nó thành tăng huyết áp nguyên thứ phát. Có nghĩa là nếu có viêm cầu thận chữa hết viêm cầu thận, người ta sẽ hết tăng huyết áp. Nếu có nang thận chữa hết những này là tăng huyết áp, mình chẳng ôm chữa những cái bệnh này làm gì. À, nếu như mình xác định nó tăng huyết áp do những nguyên nhân này. Còn đây nè, đây là cái tỷ lệ ngày đó viết cuốn sách ha, 82% các trường hợp tăng huyết áp thường không tìm được nguyên nhân gọi là tăng huyết áp nguyên phát và xem như là bệnh tăng huyết áp ha. Đây thì cái con số này bây giờ nó có thời tôi học nó là 85% chính xác luôn ha, mà tôi nghĩ bây giờ nó là 90%, có nghĩa là 90% các bệnh tăng huyết áp là mình không có biết được nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ thôi. Còn những cái trường hợp mà mình biết được nguyên nhân là đây này, gồm những nguyên nhân này nè mấy chị. Đó. Vậy thì gọi là thứ phát là mình không có chữa. Đây, mấy anh chị
Câu này có đánh trắc nghiệm nên 80% thì mấy chị cứ nhớ tí cái đánh đúng 80%, nhưng tôi nói mấy chị hiện giờ đã là 90% ha. Nghĩa là giờ tăng giá đa số là thuộc cái nhóm nguyên phát là chính. Rồi ha, đây là cái phần Tây. À, bây giờ tới bệnh tăng huyết áp nguyên phát có nghĩa là vậy. Thì hồi nãy giờ mình giới thiệu sơ qua cái phần thứ phát thôi, cái phần mà 20% hay là 10% của bây giờ. Còn cái mình học thì chính là tăng huyết áp nguyên phát là không rõ nguyên nhân. Cho nên ở đây mình vô là chẩn đoán là chủ yếu cái bệnh tăng huyết áp nguyên phát. À, bây giờ đỡ gọi những triệu chứng cơ năng thì rồi thực thể, rồi các cái này, nếu bệnh tăng huyết áp đã có biến chứng này mấy chị ha, không phát hiện được dấu hiệu bệnh lý thực thể ở các cơ quan tiết niệu, tim mạch, nội tiết thần kinh thì số gì đó không. Rồi nếu bệnh tăng huyết áp có biến chứng gọi là cao huyết áp nguyên phát giai đoạn 2 hoặc 3 sẽ có thêm các dấu hiệu bệnh lý của các biến chứng. À, toàn bộ những cái này mấy chị đọc là sẽ rất là khó hiểu, nhưng mà anh chị nhớ cho tôi cái câu, mấy chị có thể ghi những cái câu mà nó thành như là cửa miệng của những bậc thầy về chữa bệnh về tim mạch tăng áp. Câu thứ nhất mấy chị ghi là triệu chứng của tăng áp chính là triệu chứng của cơ quan đích. Triệu chứng của tăng huyết áp chính là triệu chứng của cơ quan đích. Vậy thì cơ quan đích là gì? Tôi ghi gạch đầu dòng thứ nhất, triệu chứng của tăng huyết áp chính là triệu chứng của cơ quan đích. Điều cái gạch đầu dòng thứ hai anh chị ghi là cơ quan đích của tăng huyết áp bao gồm, cơ quan đích của tăng huyết áp bao gồm, cơ quan đích của tăng huyết áp bao gồm tim, mắt, não, thận. Có nghĩa là khi mà mình có tăng huyết áp ha, là các triệu chứng nó biểu hiện qua bốn cơ quan đích này là tim, mắt, não, thận. Có nghĩa là có người thì sẽ đau tức ngực, có người thì sẽ nhức mắt hoặc là hoa mắt, có người thì chóng mặt, chứ không phải ai cũng vậy, ai cũng hoa mắt chóng mặt đâu mấy chị. Rồi có người thì tức lưng, vô niệu và thậm chí ít tiểu và thậm chí nặng ở giai đoạn 2-3 là hãy canh chừng chuyện đó. Là vì sao? Vì đây là những cái nơi mà mạch máu nó đi tới nhiều và nhỏ mấy chị. Và sau những lần chúng ta tăng huyết áp á thì mạch máu nó cứ co giãn, nhưng mà mấy chị thừa biết rồi, những mạch máu mà nó cực nhỏ thì cái độ co giãn của nó rất là ít, và chính vì nó độ co giãn ít cho nên nó chịu áp lực và nó mau mất độ đàn hồi nữa. Cho nên khi ở độ 2-3 người ta hay gọi là có triệu biến chứng, thì mình sẽ thấy những triệu chứng này. Như vậy một người tăng huyết áp đau đầu, mình thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt, đó là chính là cơ quan đích của nó là não và mắt. À, mà bị lâu ngày thì người ta nghe tức ngực, tim. Có người bị lâu ngày nữa thì nghe đau lưng, và triệu chứng đó là ít tiểu, đó là những mạch máu ở thận bị xe bị tổn thương. À, và câu thứ ba, gạch đầu dòng thứ ba, có nhiều bậc thầy phát biểu thế này trong tăng huyết áp ha, những cái câu này là có giá trị về mặt bản chất chứ không có thi cử, cho nên nó có về mặt là lâm sàng người ta tổng hợp. Những bậc thầy ghi là trong tăng huyết áp con số huyết áp không phải là quan trọng, mà triệu chứng cơ quan đích mới là quan trọng. Nghĩa là trong tăng huyết áp con số của tăng huyết áp không phải là quan trọng, nhưng mà triệu chứng cơ quan đích mới là quan trọng. Nghĩa là huyết áp người ta có thở cao nhưng mà không có triệu chứng gì hết á, không có triệu chứng nào hết, không có triệu chứng có bốn cái cơ quan đích mới nói. Nhưng mà có người huyết áp mới sơ sơ mà đã có triệu chứng cơ quan đích rồi thì đó mới là quan trọng. Có những người tăng cân huyết áp cấp tính mới gì nhất con mắt nhất đến nỗi bong võng mạc và mù vĩnh viễn luôn ha, thì triệu chứng cơ quan đích mới là quan trọng. Nhưng khi phát hiện triệu chứng rất là nhiều, một điều rất là tốt. Như vậy những đoạn thế này này: chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, ù tai, cảm giác nóng quần mặt, nôn ói, tê nặng một bên đầu, tê rằng đê mới chỉ là tim và mắt nè, đà não thôi, còn chưa tới tim thận ha. Ở giai đoạn người ta ghi nè, nếu đã có biến chứng hay gọi là cao huyết áp nguyên phát ở giai đoạn 2 hoặc 3, nếu mà 2-3 mà với GNC7 thì đã trên 106 hoặc trên 108 nè ha, thì nó sẽ có các thêm các triệu chứng của các biến chứng cơ quan đích. Ví dụ như lúc đó có triệu chứng thêm tim và thận thì chắc chắn cao huyết áp lâu ngày, và cho dù có triệu chứng về tim hay không có triệu chứng thì tim cũng mệt, mình cũng đo ra suy tim, là có người không nặng được nhưng mà khi siêu âm tim thì sẽ phát hiện, khi đo điện tim tâm đồ là sẽ phát hiện.
Còn bình thường mới đầu mà nó chưa có gì thì người ta kêu là không phát hiện được bệnh lý thực thể ở các cơ quan tiết niệu, tim mạch, nội tiết thần kinh, chấm chấm chấm, tức là chỉ có trị số áp tăng bình thường thôi, gọi là chưa có triệu chứng cơ quan đích. Vậy thì toàn bộ những thứ này, cái chỗ này thì mấy anh chị chỉ học ba cái dòng tôi ghi là mấy anh chị là hiểu được bản chất của mọi việc ha. Rồi cận lâm sàng thì trong thuyết áp nó không có cận lâm sàng nào mà điển hình nữa đó, nhưng mà tất cả nó đều hỗ trợ. Ví dụ trong tầng huyết áp mấy anh chị đầu huyết áp là chuẩn nhất rồi đó, không có cận lâm sàng nào để chẩn đoán nữa đó. Vấn đề cận lâm sàng nó đỡ, nó cần thiết, nó giúp chẩn đoán phân biệt cái bệnh tăng huyết áp nguyên phát với tăng huyết áp với các cái hội chứng tăng huyết áp thứ phát do một số bệnh. Này là tôi ghi là tăng huyết áp số bệnh. Ví dụ khi mình đo điện não đồ, mạch não đồ, mình coi thử họ có bệnh về mạch máu về não không, mình xét nghiệm gan thận coi thử họ có bệnh lý viêm cầu thận không, rồi những cái yếu tố có thể hỗ trợ cho cái việc làm xấu đi cho việc tăng huyết áp như là mỡ máu, những cái chức năng này thằng thằng nằm ha, cho nó không có giá trị để chẩn đoán. Thì mấy cái này mấy anh chị cũng coi, bởi vì riêng ở trường mình thì mấy anh chị thi nó nặng nề nhiều phần đông y, tôi đi cận lâm sàng rồi mai hỏi mấy anh chị. Rồi các cái hướng điều trị của tăng huyết áp về tây y thì mấy anh chị cũng đọc rồi ha. Ở đây chủ yếu là các như ví dụ như mấy anh chị thấy thuốc tăng huyết áp á, thì người ta biết từ những cái thuốc này bây giờ là người ta đã không còn dùng nữa rồi ha. Andome này ha, Nife là bây giờ đã ít dùng rồi ha, Nife Septan là đã ít dùng rồi, bây giờ phải dùng là dùng. Còn lại này Captoril này, Analapril này, Xiaomi giặt tăng mà Hanlo giặt tăng rồi, là và thậm chí bây giờ người ta kết hợp các cái nhóm này với lại nhóm lợi tiểu nữa. Đây là những thuốc thế hệ mới. Những cái Lasix Glucosamine là lợi tiểu quay, là ở trong tăng huyết áp là người ta đã gần như là khuyến cáo không dùng nữa. Thì đây là những cái chuyện mà biết huyết áp chỉ cần mà nắm bản chất để suy ra nguyên tắc điều trị trong tăng huyết áp là đã năm nào cũng phải hội thảo đi hội thảo lại, thì mấy anh chị không có điều trị thì không có nói tới chuyện này ha. Nên bây giờ mình tới cái phần y học của chứ viễn vận đầu thống ha, tức là đau đầu ở mắt chóng mặt như ngồi trên cái đầu. Thì riêng về viễn vận mình sẽ bữa mình học triệu chứng huyễn vận, đứng về mặt triệu chứng thì mình học triệu chứng huyễn vận nó rộng hơn, mà những bài này tôi dạy rất là sâu nữa, cho nên phần này nó sẽ ít hơn chứ nó không có rộng hơn. Bởi vì như tôi nói với anh chị ha, mình học huyễn vận thì cái không phải là tăng huyết áp mà nó vẫn là huyễn vận. Nói cho này mấy anh chị hiểu không, anh chị hiểu không? Tức là ngày xưa người ta đâu có mấy đâu cái, người ta không có biết tăng huyết áp thì người ta căn cứ vào triệu chứng là hoa mắt, chóng mặt, tối sầm, ngồi chao đảo lắc lư gì đó là người ta gọi cái từ nó là huyễn vận. Vậy thì nó bao gồm cả tụt huyết áp, nó bao gồm cả hạ đường huyết, nó bao gồm cả các cái nhóm rối loạn tiền đình. Thì người ta, còn bây giờ người ta lấy tay đỡ mà áp vào đông thì người ta gặp cái bệnh cảnh tăng huyết áp, người ta áp vào đông thì nó chỉ nằm trong cái phạm trù của chứng huyễn vận, là gọi là phạm trù là cái bự, thì cái nhỏ này nằm trong phạm trù chứng huyễn vận. Vậy thì đương nhiên như những thể mà chẳng hạn như mình ghi có thở phong hàn, mình học bài triệu chứng thì có bài như ở đây không có. Phong hàn thì không thuộc, chỉ là cái kiểu đau đầu chóng mặt do phong hàn sắp, do cảm cúm hay do cái gì của tây y nó sẽ khác, nó không phải là bệnh tăng huyết áp của khi mà tây y nó áp cái của nó qua. Tức là khi tôi khảo sát cái bệnh này dưới một cái bệnh cụ thể hẹp hơn, tôi muốn biết là đông y nó gọi cái này là gì, thì khi tôi biết đông y nó gọi cái đó thì cái đông y nó gọi cái đó là bao trùm cả cái của tôi trong đó, cho nên nó sẽ ít hơn. Nhưng nó cô đặc, nó mang tính bệnh học và nó mang tính điều trị đông tây thì nó sẽ có những cái khác biệt hơn. Mình đó, vậy cho mấy chị phải hiểu là khi ta học triệu chứng là cái rộng nó nằm chỗ nào, nhưng mà cái hẹp nó nằm chỗ nào. Lúc mà nói bằng từ thì tạm thời nói những từ rất là, mình gọi là từ nó giống như là tâm pháp thì mấy anh chị, như là tâm pháp võ công, tâm pháp gì vậy. Chẳng hạn như là một bệnh có thể biểu hiện nhiều triệu chứng, nhưng mà một triệu chứng thì có thể là biểu hiện của rất nhiều bệnh. Hay là mà nói triệu chứng là hiện tượng, bệnh học là bản chất, chẳng hạn thế. Thì đó là những câu nó giống như, nếu chúng ta chưa hiểu, người ta nói nó như tâm pháp, nhưng mà khi chúng ta học triệu chứng rồi, giờ đến ta học bệnh học, thế là bắt thấy rõ hơn. Giống như bài mình mới học hồi nãy, là cái bài mà hội chứng huyết hư mấy anh chị ha,
Thì mấy anh chị gặp trong hư lao thì mấy anh chị sẽ thấy nó nhiều hơn, có tâm can hữu cơ, có này cái nữa. Nhưng mà khi mấy anh chị học cái bài này hồi chứng suy nhược thì mấy anh chị theo nó chỉ lấy ba thở ra thôi, vì đó là đái tay áp và đông. Cái mà tôi gọi này được trong y học cổ truyền, nó nằm trong cái phạm trù nào của y học cổ truyền đó. Thì chữ bệnh nguyên cũng có nghĩa là nguyên nhân và bệnh sinh. Thì ví dụ này, nguyên nhân và bệnh sinh thì vì ở đây người ta không muốn nhắc, để tôi nói với anh chị ha. Vậy đây nè, chứng nguyện quận là một bệnh nội thương có nhiều nguyên nhân gây bệnh, nên ví dụ tình trí thất điều, lo buồn, suy nghĩ, tức giận, tâm lý căng thẳng thái quá, đây là nguyên nhân giống có bệnh sinh. Tại vì bệnh sinh được viết trong triệu chứng rất là kỹ rồi, nên có thể là giờ người ta không lý giải nữa. Nguyên nhân là tình trí thất điều, tình trí đó cụ thể chính là suy nghĩ chẳng hạn là tức giận. Rồi tức giận nó mới làm gì để nó dẫn đến hiện bệnh, thì đó mới là cơ chế bệnh sinh. Và tức giận nó làm gì để nó dẫn đến cái việc đó là chúng ta đã học rõ trong triệu chứng rồi. Tôi ví dụ như tôi vậy, tôi không phải là người dạy triệu chứng mà người khác dạy, thì tới đây mấy anh chị sẽ bị vậy đó. Mấy anh chị sẽ thấy là mấy anh chị có khi không hiểu nổi là nguyên nhân rồi bệnh sinh đâu. Thế thầy cô, nếu mà như tôi thì tôi hỏi bệnh sinh đâu, tôi kêu mấy anh chị đứng lên nhắc lại cơ chế bệnh sinh trong quá trình mấy anh chị học y lý và triệu chứng. Thế là mấy anh chị không biết, là rồi tôi cũng không biết là lúc đó thầy cô có dạy cái chủ yếu cái đó cho mấy anh chị không, thì lại là một khó ha. Nhưng nếu một mình tôi dạy học một người thầy đó họ dạy mà nó đi đúng theo cái kiểu vậy thì mấy anh chị sẽ thấy là nó có mắc xích với nhau hết. Ở đây người ta bệnh học, người ta có quyền không nhắc lại mấy anh chị, người ta không có quyền nhắc, có quyền không nhắc lại cái cơ chế bệnh sinh. Nếu có hỏi họ có đợi nó cái này mà anh chị giải thích rồi, mấy anh chị học lý luận cơ bản rồi, mấy anh chị học triệu chứng rồi, suy nghĩ tức giận tổn thương nó tại nào, tổn thương như thế nào, rồi dẫn tới cái gì, rồi cuối cùng dẫn tới gì, hỏa vượng hay gì đó là cái gì mà dẫn tới huyễn quận. Người ta nói mấy anh chị cái này mấy anh chị tự học nha. Tôi mấy anh chị học rồi thì bọn này tôi có khi có về triệu chứng tôi vẫn nhắc lại y lý, có khi dạy bệnh học tôi vẫn nhắc lại y lý và triệu chứng cho mấy anh chị. Cái nguyên nhân thứ hai là tiên thiên bất túc. Ví dụ thể chất bẩm sinh suy yếu, lớn tuổi thiên quý suy thì dẫn tới nội nhiệt, âm hư sinh nội nhiệt thì cực nhiệt thì thường là sinh phong, sẽ gây lên những cái cơn như vậy gọi là uyển quận. Ở đây nó không vậy, bệnh nguyên là vậy mấy chị, là nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. Hậu thiên suy tổn cũng vậy, do tỳ vị kém thì dẫn đến khí huyết hư suy, thì khí hư suy không đủ nuôi thì sinh ra huyễn vận, nhưng đó không phải là tăng huyết áp, anh chị nên nhớ vậy ha. Rồi ẩm thực thất điều, ăn uống quá nhiều chất béo ngọt, đàm thấp hóa nhiệt đó, mấy anh chị biết rồi ha. Rồi người ta vô chính là ta không có giải thích nhiều về cái cơ chế bệnh sinh nữa, rồi người ta vô thẳng vào các cái thở lâm sàng. Thì đầu tiên là can hỏa vượng. Nếu những cái thở đơn thuần trong tăng huyết áp, ví dụ trong tăng huyết áp thì huyết áp mấy anh chị phải nói đến huyết áp, chứ còn nếu anh chị mô tả vậy có phải đúng triệu chứng không, đúng cái triệu chứng mới nào mấy chị đã học rồi là can hỏa vượng. Cho nên trong này nó sẽ có những con này đau đầu chóng mặt hoa mắt, đây là đó, nó muốn nói đến triệu chứng của tăng huyết áp mấy anh chị ha. Nhưng mà đặc trưng của nó là sẽ là nóng vừng mặt, chóng mặt, nóng vừng mặt, mắt đỏ. Thường thì mấy anh chị ghi có thể là trong thở này mà anh chị sẽ ghi là thường huyết áp thường cao, mà anh chị ghi thêm vậy, mình đang học nó ở trong bài tăng huyết áp mà, chứ không là mình cứ can hỏa vượng, đi đâu tôi cũng chữa can hỏa vượng hết, rồi cái gì tôi cũng nói can hỏa vượng, sơ gan có can hỏa vượng không thì mình cũng có can hỏa vượng luôn nữa, nói thành nó cùng lục hết, phải không? Sẽ trong bệnh sơ gan mà can hỏa còn đâu nữa mà vượng với không vượng ha, là ngày tiêu hết rồi, và dương hư trầm trọng. Lưỡi đỏ đưa vàng ở đây, những cái này là năm qua năm cái cách mô tả triệu chứng mà anh chị đã thoải mái không có vấn đề gì ha. Hay nóng giận, táo bón, mạch quyền sát, thủ lực, không khác gì mà anh chị học triệu chứng y học cổ truyền tình can gián quả ha. Quả là can hỏa vượng đó. Thì phép trị của người ta là ta chỉ cần bình can dán cái quả đó xuống thôi ha. Và đây là máy này mà anh chị có thể dùng bài thiên ma câu đàn ẩm, hoặc là xài hồ sơ can đan, là đúng cái lý luận giờ gọi là lý pháp phương dược của y học cổ truyền. Còn đây là một bài hạ áp mà dùng bài thuốc nam, và cái bài này thông dụng đỡ ngay cả cái việc là thi đông dược, thi dạy trạm đông dược.
mấy anh chị phải viết nó ra luôn ha. Liều lượng thì không cần đâu, các vị thì mấy anh chị phải biết có cả tác dụng nữa. Mấy anh chị viết sơ đến lúc thi đông dược thì có người hướng dẫn mấy anh chị chạy trạm. Cho nên những bài như thế này là mấy anh chị phải biết. Nói sơ về cái bài này nữa, bài này cũng của giáo sư Bùi Chí Hiếu. Và bài này ngày đó là được bán không có kịp mấy anh chị. Bán không có kịp. Làm dưới dạng trà. Lúc đó trường mình á mấy chị, trường mình làm bán rất là đẹp và cũng rất là thơm, vừa hãm uống rất là thơm. Ngày 2 đến 3 gói hỗ trợ điều trị và lúc đó mình có rất là nhiều loại trà và đây là một trong những loại mà bán không có kịp ha. Thời của giáo sư Bùi Chí Hiếu. Người chỉ đạo ra làm là cô Bay. Bây giờ thì khi cô Bay cũng không còn hợp tác nữa với trường sau khi cô về hưu thì cái bệnh viện nó không có hoạt động mạnh nhiều như ngày xưa. Tại cô Bay cô thật ra cô Bay rất là mạnh về làm lâm sàng thì giờ bệnh viện cũng không hoạt động mạnh nhiều như ngày xưa nữa thì những cái trà này cũng không còn nữa. Mình sẽ có trà là nhuận gan, trà áp, trà tiểu đường, trà thấp khớp. Đó là những cái loại trà mà mình tương đối là thành công. Trà thấp khớp chính là công thức BT5 mấy bữa kia mấy chị phải học thuộc đó. Cá nhân tôi thì tôi rất là thích những cái cách phối hợp của thầy Hiếu. Mấy chị biết sao, nếu như bây giờ làm, tôi biết điều này nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh làm thì giờ vô cùng khó. Và đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh là ví dụ như giờ ở Sài Gòn này mà tôi làm thuốc cho người ta thường thường cỡ 100-120 ngàn thang là trung bình, thông thường nhất, thông dụng nhất. Lâu lâu hốt thang mắt thì 150, còn hốt những thang thuốc rượu đồ lớn thì không nói rồi thì ít. Nhưng mà mấy anh chị sẽ thấy rằng nếu như ở quê mà bây giờ mấy anh chị làm như vậy thì có ai hốt nổi để uống không mấy anh chị? Người ta rất là quá mắc, châm cứu cũng vậy. Nhưng thật ra làm thuốc tốt và thầy thuốc cũng chẳng lời bao nhiêu đâu mấy anh chị. Với cái thang thuốc bây giờ mà mấy anh chị mà làm thật sự những thang thuốc dùng cổ phương như đó mà dùng lấy cho bệnh nhân 100 ngàn, 120 ngàn chẳng lời bao nhiêu đó. Đó là sự thật. Mà từ sau trước dịch và sau dịch thuốc bắc nó lên rất là nhiều, tôi cũng không lên giá gì cả. Nhưng mà khi mấy anh chị về quê nè, mấy anh chị kết hợp có rễ nhầu nè ha, ngay cả ngu tắc này đi hái ngu tắc nam nè ha, rồi cây mã đề nè ha, thì mấy anh chị sẽ còn nửa nam nửa bắc thì thang thuốc nó còn 50-60 ngàn thì dân mới uống nổi, đúng không? Và tôi rất là thích cái công thức của thầy Hiếu là như vậy. Và trong tôi có một ông bạn ngày xưa, người anh và anh bạn về Bình Định, tức là cũng tuổi tôi lớn hơn tôi, và có nghĩa là họ học từ cái thời thập niên 90 như tôi á, đầu thập niên, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 á. Và ảnh rất là thành công, người ở Bình Định, ảnh tên là anh Thành. Thì ảnh về quê ảnh cũng làm theo cái lối đó mấy chị, ảnh dùng nửa nam nửa bắc vậy đó, rất là nhiều. Rồi ngay cả như kim ngân hoa thì ảnh dùng luôn cả hoa lẫn lá, ảnh phải đọc dược tính để ảnh dùng nữa. Thì phối hợp thang thuốc đã lấy rễ cho người ta mà vẫn có hiệu quả. Thì ít nhất đó là một cái cách mà làm cho chúng ta yêu nghề thì chúng ta sẽ làm. Như tôi thì tôi ở thành phố rồi, cho nên những cái việc mà đi kiếm đi thuốc nam đồ dạy để làm thì không có tiện lợi, cho nên là không làm. Chứ còn về quê thì khuyến khích vậy, ngay cả quê hương tôi cũng vậy. Anh chị biết ở đây tôi chăm cứu 70 ngàn lần là các nơi khác nó nói tôi làm rễ. Nhưng tôi làm 20 năm mà tôi không có đua theo cái trào lưu bây giờ quá. Tôi phòng mạch tôi làm từ năm 1998 thì mấy anh chị biết là hết năm nay nữa là 23 năm mà ha. Tôi không đua theo những trào lưu đó đâu. Nhưng mà về quê mấy anh chị chăm một lần tới đương nhiêu 20 ngàn. Mấy anh chị thấy tùy theo bệnh chứ có bệnh mấy anh chị chăm dùng tiền kim của mấy anh chị không là đã 10 ngàn rồi. Mà giờ đã phải chăm cái kim thiệt là không dám chăm khánh phong đâu. Mà nếu mà mấy anh chị chăm kim kia thì người ta sẽ đau hơn đó. Rồi công lao cái gì nữa, ngại cứu còn hay bất cứ cái gì nữa mà 20 ngàn người ta còn cảm thấy người ta không có tiền ha. Đó cho nên là rất là khó khăn. Giờ dùng thuốc bắc cũng rất khó khăn. Cho nên tôi mới nói tôi thích cái cách dùng của thầy Hiếu là nó cứ nửa nam nửa bắc rồi. Mà nếu mà dùng ở quê, ở quê thì mấy cái rễ nhầu ngưu tắc đồ này mã đề mấy anh chị khỏi phải mua, chỉ tốn công chút thôi ha. Còn nhiều thứ nữa, ví dụ như điều trị thấp khớp mà ở quê mấy anh chị có thể dùng thêm
những cái gái mà không ai bỏ chứ ai mà dùng mắc cỡ rồi đó mấy chị, An Thần ha, Trinh Nữ rồi, đó là cái mắc cỡ mình rồi. Rất là nhiều cái cây, cây cỏ trước là nói ngay là ở quê là gọi là như cái hạt cơm nếp, là như là đi đó, nó dính vào quần rồi thêm cái cũng được làm gì ha, mà lái xài rất là tốt. Cam Thảo Nam à, cỏ mây là mình, cái cỏ mây á là mình cái cũ nó gọi là Hoàng Liên Nam đó, là dùng như vậy thì rất là tốt. Cái thể thứ hai à, à, một bài nữa mà người ta cũng có thể dùng đó là bài Long Đổm Tả Cam Thang à, Long Đổm Tả Cam Thang thì bài này không thi không cử gì nhiều mấy anh chị coi đã biết à, nhưng bài này à, sẽ dùng cho can đổm thấp nhiệt rất là tốt, dùng cho các bệnh lý về đường mật nữa mấy anh chị, rất là tốt ha. Thì này là trên lâm sàng mấy anh chị coi thêm. Còn ở trong cái thở can hổ vượng này mấy anh chị nên dùng một bài thôi, bài hạ áp của thầy Hiếu đi cho nó chắc, nhớ nhiều quá không nhớ nổi. Cái thở lâm sàng nữa là thở can thận hư đó, ở trên người ta đã mở ngoặc cho mình là can thận âm hư cộng can thận, can âm hư cộng thận âm hư, thì mấy anh chị chỉ ghép hai cái này lại à, tức là cái đó nhớ chắn mặt hoa mặt mà mấy anh chị có thấy này của can này ha, đau ngang thắt lưng ngắn bước rút tiểu đêm nhiều lần môi hồng cô lửa đó, lòng bàn tay nóng mà tầm sát vô lực. Đặc biệt là trong thở này huyết áp thường rất cao mấy anh chị. Mấy anh chị phải ghi cái đó. Trong cái thở này huyết áp thường rất cao. Có cái lớp, cái lớp đó hồi đó học cũng được mấy anh chị. Cách đây chắc cũng 3 năm về trước à, khi kiểm tra một tiết, tôi cho một cái tình huống của một bệnh nhân, và tôi cho là tăng huyết áp cỡ can thận hư, và tôi cho xuống cho tới điều trị dùng thuốc luôn ha. À, thì ở đây nó có hai bài thuốc, tại sao tôi cho vậy, tư dưỡng khác thì là tư dưỡng can thận âm bình can. Thì hai chuyện này hồi nãy tôi nói là hai bài này này, kỷ cúc địa hoàng và lục vị quy thuộc, nó đều là biến phương, tức là nó thành một phương mới mà từ biến phương của bài lục vị, chứ không phải là do mình gia giảm nữa, mà do cổ nhân đã gia giảm từ lâu rồi mình, mà nó không phải là phương đầu tiên, cho nên người ta mới gọi là biến phương. Phương đầu tiên chỉ là lục vị, thì bây giờ kỷ cúc địa hoàng hay là kỷ cúc là về bài lục vị gia kỷ tử và cúc hoa thì còn vẫn là chữa can thận âm hư, nhưng nếu trên này mình thấy nó thiên gì à, con mắt này hoa mắt chóng đầu còn mặt đồ nhiều, thì người ta sẽ dùng bài kỷ cúc địa hoa, đó là kỷ gia lục vị gia địa cử tử cúc hoa. Nhưng nếu mà thấy cái triệu chứng âm hư nội nhiệt nhiều nè má chị, cái nội nhiệt giờ nóng bức rứt của can nóng bừng mắt nè, rồi nội nhiệt của thận nhiều, thì người ta sẽ dùng gia quy thuộc bổ dưỡng gì vừa bổ âm mà vừa bổ huyết. Thì đó là cho nên tại sao mà một cùng một cái thở lâm sàng là can thận hơn mà ta thở dùng hai bài là như vậy. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều người nó đọc, ủa mình đọc cái thở nào nó cũng có một bài thuốc, mà tới cái thở này sao nó hai bài thuốc, hoặc là cái thở trên lâm đổ đã can cũng vậy ha. Thì ở đây mấy chị nên hiểu vậy, dựa vào căn cứ vào này mình thấy hai nhóm triệu chứng, là một triệu chứng là biểu hiện lên đầu mắt, và một nhóm triệu chứng nữa là nóng bức gần như là toàn thân. Nếu mà thiên gì là cái nội nhiệt nhiều, nóng bức nhiều, ối à, nếu mà cái nhóm mà nóng bức rất nè, tiểu đêm nhiều, môi họng khô rêu, lưỡi bàn dày, lòng bàn tay nóng, tức là can thận đều nhiệt mà biểu hiện trên đầu ít hơn, thì người ta sẽ dùng bài lục vị gia đương quy và bạch thược, kêu là lục vị quy thược. Ở đây là hai cái bài mà người ta gọi là biến phương, chứ không phải là tự mình gia giảm ha, nó vẫn là bài biến phương. Ở đây người ta không có dùng, người ta dùng thẳng là bài kỷ cúc địa hoàng hoặc lục vị gia quy thược, chứ người ta không có nói là bài lục vị gia giảm ha, là hiểu vậy là mấy chị hiểu rồi ha. Rồi cái thở cũng là can thận hư, nhưng mà nó là can thận dương hư chứ không phải can thận âm hư. À, vì thì dương hư thì sinh ngoại hàn cho mấy chị biết rồi, nó sẽ hàn chứng hơn với cái kia nhiệt chứng. Tuy nhiên nó vẫn là bài tăng huyết áp, cho nên không quên được rằng chóng mặt kho mắt ù tai ha. Đó, những cái chóng mặt kho mắt là luôn luôn có mặt luôn. Thì ù tai ớn lạnh mỗi lưng gối di mộng tinh liệt dương đau thắt lưng thường tiểu đêm. Thì cái này mấy anh chị sẽ thấy là thận dương hư. Dáng người mặt bẹo trắng tái, mệt mỏi vận động, lưỡi nhai nhớt rêu trắng dày, mặt tầm tế. Chóng mặt hoa mát đây là của can. Còn ù tai ớn lạnh mỗi lưng đây là của thận dương. Ở trong thở này mấy anh chị lưu ý giùm là huyết áp thường không cao đâu, nhưng mà trong thở này người ta thường rất là thường nặng đầu mấy anh chị ha. Người ta nặng đầu chứ người ta ít có đau đầu lắm. Ta nặng đầu
Nếu người ta có đau đầu là ta đau không có rõ vị trí ở đâu, nó hỏi đau chỗ nào, không có đau phần nào hết. Trong can á, trong can hỏa vượng thở đầu tiên đau thì thường người ta đau đỉnh đầu. Đây tôi trở lại mấy chỗ này, nãy quên nói mấy chị ha. Đây trong thở can hỏa vượng mấy chị, nếu mà triệu chứng này đau đầu thì đau đầu này nó thường đau bằng đỉnh đầu, đầu ha. Còn trong thở can thận âm hư thì mấy chị giờ thấy huyết áp thường rất là cao. Còn trong thở này thường thì người ta nặng đầu và người ta thiên gì à? Lạnh, sợ lạnh nhiều. Người ta đây là ôn dưỡng can thận, và một khi dương hư này liên quan tới thận dương hư cho nên mệnh môn hỏa, cho nên người ta dẫn hỏa quy nguyên. Một khi nói đến dẫn hỏa quy nguyên thì hoặc là bổ dương thì mấy chị luôn luôn nhớ dùm bài bát quỷ về, bài bát quế phụ, bài bát quỷ quế phụ. Mấy chị ghi là như này, một là mấy chị ghi bài bát quỷ được rồi, bỏ chữ quế phụ đi, hoặc giả là mấy anh chị ghi bài lục dị quế phụ ha. Tức là bài bát dị là chính là bài lục vị gia nhục quế phụ tử, thì mới thành gọi là bài lục vị quế phụ, thì thành bài bát vị. Thì nếu chúng ta đã ghi bài bát vị thì đừng ghi chữ quế phụ, ghi bài bát vị được rồi. Như vậy người ta gọi là ôn dưỡng can thận dẫn hỏa quy nguyên là bài bát vị, thực ra nó đủ rồi. Còn người ta gia giảm thêm cái trà hạ áp là mục đích người ta ổn định huyết áp ở trên, người ta trị triệu chứng á. Vậy ha. Một thể nữa đó là thể đàm thấp. Thở này mình cũng lý luận dễ ha. Ăn uống nhiều lâu ngày chất béo ngọt thì bị hư dẫn đến đàm thấp. Đàm thấp ứ tắc lại tại kinh mạch thì hóa nhiệt, và cực nhiệt thì cũng sinh phong gây nội nhiệt xông lên đầu. Mà nếu mà cực nhiệt sinh phong thôi, nhưng mà đến lúc mà can phong nội động thì sẽ gây tai biến ha. Nhiệt quá trên cực nhiệt sinh phong gây tai biến, đây là cực nhiệt sinh phong chưa tai biến thì là mới tăng huyết áp. Thì trong cái thở đàm thấp này thì tương đương với những người mập tăng cholesterol máu ở Tây y á mấy chị. Tức là béo biểu nặng nề, nhức đầu chóng mặt hoa mắt, dù ý béo biểu nặng nề rồi ăn uống kém lâu ngày đòi tức bụng, thường là béo biểu và tăng cholesterol máu này, mà người thường tăng cholesterol máu. Phép trị người ta là kiện tỳ đó thấp, có đàm tiêu tích. Bài này người ta dùng bài bán hạ bạch trục thiên ma thang gia giảm, bài này cũng rất là hiệu quả trong cái thở đàm thấp ha mấy chị. Trong cái thở đàm thấp bài này thì có hỏi trắc nghiệm nhưng không hỏi về bài đó mấy chị, hỏi cái tên bài thôi. Mấy chị nhớ được cái tên bài này thì cho cái thở tăng huyết áp đàm thấp là được rồi. Đã quay đi quẩn lại thì chỉ yêu cầu mà học thuộc của mấy anh chị có giá trị thi cử viết ra trên đông thi đông dược á, và cỡ cả cái việc mấy anh chị làm lâm sàng trong này không có mấy bài tôi nhắc lại nè, mấy này quy tỳ nè, mấy gài thuộc nè, bát trân nè, quy tỳ bát trân tiêu dao nè, bổ trung minh khí thì đỡ chừng nào tới cái bài có bài đó tôi nhắc luôn ha, rồi lục bát vị đó, hôm nay mấy anh chị học nhiêu đó thôi. Rồi thì tôi nói luôn một số bài mà cũng có dính dáng thi đông dược chút. Bài bát trân thì gồm bài tứ quân và bài tứ vật ha. Mấy chị ghi kịp thì sẽ ghi nè. Thì bài tứ quân nó có nhiều biến phương nữa. Bài tứ quân mà gia hai vị gì trần bì bán hạ thì nó thành bài gì mấy chị? Bài gì? Bán hạ trần bì thang. Đâu có. Bài tứ quân mà gia thêm trần bì bán hạ người ta gọi là bài lục quân. Được chưa? Lục quân, đúng rồi. Bài lục quân tức là tứ quân gia trần bì bán hạ thành bài lục quân. Bài lục quân mà gia thêm hương phụ, quả quên mộc hương, gia thêm mộc hương và sa nhân thì người ta gọi là bài hương sa lục quân. Được chưa? Đó là những biến phương. Nào, hôm nay thì có mấy bài biến phương tôi nát luôn ha. Bài tứ vật thì tứ quân cộng tứ vật là bài bát trân, mấy chị biết rồi. Bài tứ vật mấy anh chị thường học, bài tứ vật biến phương hơi bị nhiều, nhưng mà bài tứ vật mấy anh chị học được mấy biến phương này. Bài tứ vật mà gia thêm hồng hoa đào nhân thì người ta gọi là tứ vật hồng đào, là dùng đỡ không còn bổ huyết nữa mà hoạt huyết. Bài tứ vật trong sách có thể có không tôi cũng quên rồi, nhưng mà có một biến phương nữa đỡ dùng trị huyết nhiệt, có âm hư một chút hoặc không có, mà nói chung là huyết nhiệt. Có hay không có thì tùy mức độ mấy chị gia giảm. Bài tứ vật mà gia tri mẫu hoàng bá đã trị huyết nhiệt á, thì người ta gọi là tri bá tứ vật thang, hoặc là tứ vật tri bá. Đó, đây là hai biến phương nữa.
Bà lục vị thì tôi nói rồi ha, bà lục vị thì má chị gia hai quế nhục quế phụ tử thì thành bát vị rồi, khỏi nói rồi ha. Bà lục vị mà gia quy đương quy bạch thược thì gọi biến phương là vậy, lục vị quy thược. Bà lục vị gia kỷ tử cúc hoa thì người ta gọi là dục kỷ cúc địa hoàng. Bà lục vị gia ngưu tắc ngũ vị mạch môn, à, ngưu tắc ngũ vị mạch môn ha, thì người ta gọi là bài bát tiên trường thọ. Đó là những cái biến phương mà anh chị nắm hôm nay được nhiều đó ha. Bài tiêu giao mà gia thuộc địa thì ta gọi là hát tiêu giao, hát tiêu giao là dùng để trị can khí út mà có kèm âm hư. Bài tiêu giao mà gia thêm đơn bì chi tử, đơn bì và chi tử để trị các hội chứng tinh nguyệt. Trên lâm sàng thì thực chất gia thêm hương phụ nữa, cái này là do tôi làm ha. Còn bình thường ở trong là bài gia đơn bì chi tử người ta gọi là đơn chi tiêu giao. Bài quy tỳ mà cũng gia thuộc địa thì cũng gọi là hát quy tỳ. Đây là những gì mà má chị nắm, tức là tới bài nào thì tôi sẽ nhắc với má chị bài đó ha. Bây giờ được bao nhiêu bài đó thì má anh chị nắm vững nhiều đó làm lâm sàng. Và 80% là liên quan hết thi cử, à 80% liên quan tới thi cử, là từ cả thi bệnh học kết hợp cho thi lý thuyết tổng hợp cho đến thi các cái môn đông dược và các bài thuốc cổ phương, là 80% là chiếm hết thi cử. À, kiện tỳ đáo thấp hổ đàm tiêu tích, người ta có thể dùng bài bán hạ bạch trục thiên ma thang gia giảm. Bán hạ bạch trục thang người ta sẽ có gia thiên ma này, mấy chị, đúng ra nó tên là bán hạ bạch trục thiên ma thang. Tuy nhiên cái bài này mấy chị không cần học thuộc, tuy nhiên là do cái tên bài thuốc nó có một vài câu trắc nghiệm thì mấy chị chỉ nhớ là thở đàm thấp có dùng bài này. Còn lâm sàng mấy chị sẽ thấy này, bài một bài nữa mà mấy chị cũng nên thuộc đó là cái nhóm bài thứ hai, đáng lẽ chỗ này là phương dược gạch đầu dòng thứ nhất và đầu dòng thứ hai là nhị trần thang gia vị này mấy chị. Đây là bài nhị trần thang gia vị á, là bài nhị trần thang nó gồm bán hạ trần bì phục linh cam thảo ha. À, còn mấy chị gia cái gì nữa đó thì tùy vào cái lâm sàng của người bệnh đó mấy chị gia. Có bốn vị nữa ha. Bài nhị trần thang là bán hạ trần bì phục linh cam thảo. Đây là có hai cái bài mà rất lầm lẫn mà nó cũng có bốn vị thì mấy chị cũng nên nhớ. À, một bài nữa là bài bình vị thang. Bình vị thang thì gồm thương trục trần bì phục linh cam thảo. Như vậy nó trùng lại đó mấy chị, nó thấy trùng lại trần bì và phục linh. À, thương trục trần bì phục linh cam thảo đã là bài bình vị, còn bài nhị trần thang là bán hạ trần bì phục linh cam thảo. À không không không, bán hạ trần bì phục linh cam thảo là bài nhị trần thang, bài bình vị thang là thương trục trần bì hậu phát cam thảo. À, thương trục trần bì hậu phát cam thảo, vì vậy nó giống lại hai vị trần bì và cam thảo ha, và nó đều có bốn vị. Nó nhiều người hay lầm lắm, làm nội dung của cái bài này qua bài kia. À, làm cái bài này thành tên của cái bài kia. À, và cái bài bình vị thang á, nó hiệu quả, mấy chị đỡ nhớ nó thì nó rất là hiệu quả. Bình vị mà rất hiệu quả trong cái điều trị bệnh lý thực quản trào ngược hiện giờ. À, tức là nó bao gồm thương trục trần bì hậu phát cam thảo. Đây là những cái bài mà tôi nói mấy chị, nếu mà mấy chị mà đã làm lâm sàng mà mấy chị ghi theo những này giờ tôi ghi thì tổng cộng không tới khoảng 20 bài là tối đa. À, hãy dùng ha. Rồi đây là những cái việc mà dùng châm cứu hoặc là không dùng thuốc, à, điều trị bằng dưỡng sinh rồi nữa ha. Đây điều trị bằng dưỡng sinh các cái động tác thở đồ đây. Sợ bấm bấm quyệt. Thì có lẽ là giờ chúng ta kết thúc, chúng ta nghỉ. À, tuần tới chúng ta sẽ tiếp cận với một cái chuyên đề mới mẻ hơn nữa là tiểu đường. À, nếu với tốc độ dạy này sau này nó sẽ có những cái bài, coi như mình được 9 bài thì mình được 4 ngày 8 ngày thì cho 18 17 bài. Những bài sau nó sẽ có những bài nó những chuyên đề rất là mới và nặng, nó mất thời gian nhiều. Thì ngày thứ 9, ngày thứ 10 11 được rồi. Các anh chị ha, để có thời gian đó học bài nét. Rồi hôm nay dễ chào anh chị nha. Dạ thầy ơi, cho bài bình vị thang. Bài bình vị thang gồm hương trục trần bì hậu phát cam thảo. Hương trục trần bì cam thảo.
Hậu Pháp, Cam Thảo. Cam Thảo. Ngày xưa tôi từng đọc, là Hoa hậu Lý Thu Thảo. Lý Thu Thảo. Ở Trần Thật Dễ Thương là cái cách mà cái thời còn trẻ trẻ mà tụi tôi học bài nó vậy đó. Hoa hậu là Hậu Pháp, Lý Thu Thảo là Cam Thảo, ở Trần là Trần Bì, Thật Dễ Thương là Thương Trục ha. Tôi hay làm những cái câu thơ vui vui gì đó. Rồi, chào bạn biệt mới chị ơi, ha. Thầy ơi, thầy cho em xin tên cuốn sách hồi sáng thầy nói về các thể bệnh và điều trị của thiếu máu, em chưa kịp ghi ạ. Không, các bệnh về máu chứ không phải thiếu máu ha. Ờ, dạ, các bệnh về máu. Đó là cuốn Huyết Chứng Luận. Hồi sáng tôi có dơ cuốn sách lên cho mấy coi nữa ha. Huyết Chứng Luận của Đường Tôn Hải. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Rồi, rồi, chào mấy anh chị.